Thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu. Theo bà con nông dân, nắng nóng kéo dài vào thời điểm cây sầu riêng ra hoa, đậu trái, nên năm nay sản lượng sầu riêng chắc chắn sụt giảm mạnh. Ghi nhận sau tại huyện Châu Đức, vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với gần 1.000 hecta. Gia đình ông Ngô Xuân Diệu ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 7 sào sầu riêng giống Mon Thong, Thái Lan. Cách đây hơn một tháng, Sầu riêng ra hoa, đậu trái gặp ngay thời tiết nắng nóng kỷ lục nên bị rụng trái non đến hơn 30%. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến như thế này, nguy cơ trái còn lại trên cây sẽ tiếp tục rụng. Cái sốc nhiệt năm nay thì nó mới rụng vậy, còn nhìn năm nước nước á, thì mình làm thì chưa đủ kỹ thuật thì tại vì nó đi đọt thế là, là ấy thì nó nó rụng là hay là sinh lý thiếu nói nhưng mà năm nay là vì sốc nhiệt quá. Nắng nóng kéo dài, 1,8 hectare của gia đình ông Võ Ngọc Thanh ở xã Láng Lớn cũng trong tình trạng bị sốc nhiệt và rụng trái. Dù đã bỏ chi phí đầu tư hơn 80 triệu đồng, nhưng ông Thanh đành phải cắt bỏ hết toàn bộ trái để dưỡng cây cho năm sau. Thời tiết năm nay nói chung là nó cũng bị ảnh hưởng là nắng quá nhiều. Rồi, rồi cây sầu riêng thì nó sốc nhiệt, nên là nó bị rụng trái, rụng bông cũng nhiều. Năm nay là sầu riêng chú là sắc thu hoàn toàn luôn á không chỉ trái non bị rụng mà khoảng 10% cây sầu riêng trong vườn nhà bà Cao Thị Ngọc Điệp ở xã Bình Dã cũng đang chết dần vì nắng nóng. Do đó, ngoài việc thất thu sầu riêng năm nay là không tránh khỏi thì nhà bà Điệp còn phải tốn thêm chi phí đầu tư tái tạo lại cho các mùa vụ năm sau. đối với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cái cây sầu riêng, sầu riêng nó rất là nhạy cảm. Nó làm cho cái cây sầu riêng là nó bị khô cành và chết cây thì từ đó thì nó làm ảnh hưởng đến năng, năng suất cây trồng nhiều cây nó ra trái thì nó lại rụng nó rụng trái cho nên là uh, rất là khó làm Tỉnh Bà rì Vũng Tàu hiện có hơn 1.300 ha sầu riêng với sản lượng gần 4.940 tấn một năm. Theo bà con nông dân, sầu riêng là loại cây trồng khó tính, chịu hạn kém, lại nhạy cảm với thời tiết. Năm nay, nắng nóng kéo dài khiến sầu riêng bị cháy lá, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tổng hợp dinh dưỡng của cây. Đặc biệt là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm như những ngày qua khiến cây bị sốc nhiệt, dẫn đến rụng trái non, thậm chí chết cây. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo nông dân tưới nước đầy đủ cho cây, trong đó nên áp dụng biện pháp tưới phun sương, tưới tiết kiệm vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bên cạnh đó, sử dụng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm dạ, cành cây lá khô, xác bã thực vật để che phủ, giữ ẩm quanh gốc đồng thời bổ sung thêm một số chế phẩm phân bón lá chuyên dùng giúp tăng cường sức chống chịu của cây